بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thì đêm nay là bài giảng đầu tiên về khóa học luật học về nhịn chay Ramadan. Sẽ bắt đầu dạy chúng ta đi hôm nay đêm đầu tiên. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta là những người sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ. Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho chúng ta được biết được kiến thức của Ngài và cho chúng ta được nhiều hơn về cái công đức và làm nặng hơn cái bàn cân công đức chúng ta ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, chúng ta sẽ bắt đầu cái tiết học đầu tiên. Cái phần giảng cho chúng ta sẽ là chương số 4, trích từ cái quyển sách Luật học căn bản dưới ánh sáng Quran và Sunnah. Tác giả là một tập thể ulama ưu tú chuyên về luật Sharia. Đây là quyển sách được xuất bản tại Mujamma Malik Fahad của nước Ả Rập Saudi. Thì quyển sách này nó có tên một tiếng Ả Rập là Kitabul Fiqh Al-Muyassir Fi Dawil Kitab Was-Sunnah. Thì sau đây là quyển sách rất là hữu ích. Cầu xin Allah Ta'ala cho chúng ta hiểu rộng hơn về cái việc nhịn chay mình cho nó đúng. Bởi cái việc nhịn chay là một cái trách nhiệm của chúng ta, mà như mà chúng ta nhịn không đúng á thì Allah sẽ không chấp nhận. Thì chúng ta mỗi một người cần phải rèn luyện và cần phải trau dồi kiến thức của chính mình để mình nhịn chay và thọ Allah subhanahu wa ta'ala trên cái đúng nhất. Bởi chúng ta có kiến thức, chúng ta sẽ biết được nên làm và nên tránh. Bởi không biết có kiến thức, chúng ta không biết được cái nào sai và cái nào đúng. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái tiết học đầu tiên, đó là nhịn chay. Thì cái phần này sẽ gồm là 5 phần. Thì cái phần thứ nhất nó sẽ là khái quát về nhịn chay. Chúng ta đi đến phần đầu tiên, đó là cái về định nghĩa và phân tích các nền tảng của nhịn chay. Cái định nghĩa của nó thì theo cái ngôn từ nhịn chay thì nghĩa là kiêng về một vấn đề gì đó. Nếu như chúng ta sẽ kiêng ăn, kiêng nói chuyện, kiêng một cái hành động rồi đó, cái đó nó sẽ gọi là kiêng về một cái hình thức nào đó. Thì đó theo tiếng ngôn ngữ của Ả Rập. Thì theo cái ngôn ngữ luật Islam, cái nhịn chay này hay được dịch lại từ cái tiếng Siyam của tiếng Ả Rập. Nó có nghĩa là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn không vi phạm những cái điều làm hư sự nhịn chay, kèm theo định tâm. Nó bắt đầu từ rạng đông thật cho đến mặt trời lặn. Đây đang là một cái định nghĩa mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Tùy theo một vị học giả mà họ có một cái định nghĩa riêng. Cái định nghĩa này nó gồm là việc một hình thức thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala gồm là nhịn ăn, nhịn uống và nhịn những điều làm hư sự nhịn chay. Nó kèm theo cái định tâm của mình và nó bắt đầu từ rạng đông thật cho đến mặt trời lặn. Thì đó là về cái định nghĩa. Thì chút xíu chúng ta sẽ được cái phân tích nhiều hơn về cái việc định tâm nó như thế nào là cho đúng. Ở đây cái định nghĩa này đó, họ có tác giả có nhắc rằng là bắt đầu từ rạng đông thật. Thì thứ như thế nào đó là rạng đông thật? Chúng ta sẽ có thấy ở cái chân trời đông vào buổi sáng, khi mà mặt trời nó đang tối mịt, nó sẽ xuất hiện một cái vệt trắng kéo dài ngang từ hướng bắc giờ và đến hướng nam. Thì chúng ta sẽ thấy được cái vệt trắng đó, nó xuất hiện lần đầu tiên thì đó gọi là rạng đông giả. Tại vì nó xuất hiện rồi nó sẽ bị mất khoảng thời gian ngắn sau đó. Còn cái rạng đông thật là nó sẽ xuất hiện rồi nó sẽ càng ngày càng lớn dần hơn, mà trong Quran Allah subhanahu wa ta'ala gọi đó một sợi chỉ trắng nó kéo dài ngang ở chân trời đông. Thì nó sẽ không bị mất sau cái lần xuất hiện lần thứ hai đó. Thì cái lần thứ hai đó nó mới được gọi là rạng đông thật, và khi nó xuất hiện chúng ta mới bắt đầu cái việc nhịn chay của mình. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề thứ hai, đó là các nền tảng của nhịn chay. Thì dựa theo cái định nghĩa nhịn chay thì cái việc nhịn chay nó gồm có hai nền tảng. Thứ nhất là không vi phạm mọi điều làm hư sự nhịn chay. Nó bắt đầu từ rộng đông thật cho đến mặt trời lặn. Thì cái này nó gồm có chúng ta sẽ không ăn, không uống, không gần gũi ân ái vợ chồng và không vi phạm những cái điều mà nó làm hư sự nhịn chay của chúng ta, kéo dài từ rạng đông thật cho đến mặt trời lặn. Thì chúng ta sẽ biết được những điều gì làm hư sự nhịn chay chúng ta ở cái những cái tiết kế tiếp inshallah. Trong tiết này chúng ta chỉ biết về cái sơ lược và cái khái quát của nhịn chay mà thôi, chưa đi vào cái những cái phần luật, những cái luật khác chúng ta sẽ biết ở cái phần tiếp theo. Thì về cái bằng chứng cho việc là chúng ta phải không ăn không uống, đó là trong câu kinh Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Giờ đây các ngươi được tự do gần gũi với họ, dưới là tức là gần gũi với những người vợ, và tìm kiếm những gì được Allah an bài cho các ngươi, và các ngươi được tự do ăn uống trong đêm cho đến khi các ngươi được phân biệt sợi chỉ trắng nó tách ra khỏi sợi chỉ đen, tức là khi mà cái ánh màn đen tĩnh mịch đó, nó xuất hiện cái vệt trắng thì lúc đó là được gọi là sợi chỉ trắng xuất hiện, thì các ngươi hãy tiếp tục cuộc nhịn chay cho đến khi đêm đến. Thì đây là cái câu kinh và là bằng chứng Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc chúng ta phải ngừng ăn, ngừng uống và ngừng những cái điều làm hư sự nhịn chay kể từ khi rạng đông xuất hiện cho đến khi mặt trời lặn. Đây là cái bằng chứng cho việc cái nền tảng thứ nhất của chúng ta là không ăn không uống. Cái nền tảng thứ hai của cái định nghĩa mà chúng ta vừa nghe hồi nãy thì nó có cái rút lên thứ hai hay là cái nền tảng hai đó gọi là định tâm. Thì định tâm đó là mục đích của nhịn ăn và nhịn uống và nhịn vi phạm những cái điều làm hư sự nhịn chay của mình với cái mục đích là thờ Allah. Thì chỗ này tại sao phải có định tâm? Và định tâm nó như thế nào nó mới đúng? Định tâm có phải cần nói ra lời hay là chúng ta định tâm như thế nào? Thì cái định tâm trước tiên hết chúng ta cần phải biết thế nào gọi là định tâm. Định tâm là những gì chúng ta suy nghĩ trong lòng của mình thì đó được gọi là định tâm. Và định tâm nó sẽ xuất phát theo cái ý định của người đó trước khi thực hiện. Nghĩa là người ta bắt đầu làm một việc gì đó thì họ sẽ có định tâm trước. Một con người sẽ không thể nào mà làm một việc gì đó trước khi người đó có ý định. Và Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ông ta nói, nếu như Allah subhanahu wa ta'ala bắt người Muslim mà hành động một cái điều gì đó mà không cho họ định tâm trước khi họ làm thì đó là điều không thể. Chỉ có một trường hợp và chỉ có một người một có thể làm được điều đó, đó là người bị thần kinh. Cho nên việc chúng ta định tâm làm một điều gì đó là nó sẽ bắt đầu trước khi cái hành động của con người đó. Trước khi hành động một điều gì đó, chúng ta có ý nghĩ trong đầu của mình thì cái ý nghĩ đó được gọi là định tâm. Cũng giống như chúng ta có ý định muốn đứng dậy hành lễ Salat thì chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng mình đứng dậy làm gì đây. Trước khi đứng dậy mình đã có cái định tâm là mình sẽ đứng dậy hành lễ Salat, lấy nước wudu, hay là sau đó đã đến giờ và chúng ta chuẩn bị một cái tư thế và chúng ta mọi cái hành động để chuẩn bị cho việc hành lễ Salat của mình. Nam thì đến masjid và nữ thì chuẩn bị của mình, thì đó được gọi là định tâm của mình. Cho nên định tâm là một cái điều suy nghĩ trong lòng. Thứ hai, định tâm có cần phải nói ra lời hay không? Thì định tâm không nói ra lời, nghĩa là chúng ta sẽ không nói tôi định tâm nhịn cha Ramadan vì Allah. Cái câu nếu như chúng ta nói về lời lẽ đó là chúng ta đã làm sai. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã không dạy chúng ta như vậy, và tất cả sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam cũng không ai từng làm hay từng nói một cái lời định tâm tương tự. Cho nên việc định tâm nó được suy nghĩ bằng cái suy nghĩ của mình trong đầu và không có nói ra lời cả, mà chỉ có suy nghĩ biết rằng định tâm như thế. Nghĩa là mình nghĩ trong lòng mình ngày mai mình sẽ nhịn chay Ramadan, hay là lát nữa đây mình sẽ nhịn chay Ramadan, thì cái đó được gọi là định tâm. Và bắt buộc mỗi một người phải có cái suy nghĩ đó như thế. Và định tâm khi nào? Định tâm nó sẽ vào ban đêm và nó phải kết thúc trước khi cái rạng đông thật nó xuất hiện. Nếu như rạng đông thật đã xuất hiện rồi mà chúng ta vẫn chưa có định tâm, cái nhịn chay ngày hôm đó chúng ta không được công nhận, hay là sự nhịn chay hôm đó nó không có giá trị. Phải định tâm trước. Và định tâm nó có hai cách. Thứ nhất, chúng ta định tâm nhịn chay nguyên một tháng ở ngay đầu tháng. Nghĩa là ngay đầu tháng chúng ta định tâm trong lòng mình sẽ nhịn chay hết cả tháng Ramadan. Nghĩa là sau khi định tâm như thế thì chúng ta sẽ không cần phải định tâm lại lần thứ hai. Nhưng nếu như chúng ta lại ngưng giữa chừng, có giống như phụ nữ đến chu kỳ và họ phải ngưng vài ngày, hoặc một người bị bệnh họ phải ngưng vài ngày, hoặc một người đi đường xa họ phải ngưng vài ngày, thì khi nếu như định tâm trở lại thì cái người đó phải bắt đầu định tâm lại để cho việc nhịn chay của mình cho đến cuối tháng. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai tốt hơn và nó sẽ hơi khó thực hiện, đó là chúng ta sẽ phải định tâm trước khi chúng ta bắt đầu nhịn hàng ngày. Tức là trước khi lúc mà chúng ta ăn cơm sahur, ăn cơm nhịn, chúng ta sẽ định tâm nhịn của ngày hôm đó, và ngày hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục như thế cho đến khi kết thúc tháng. Thì cái việc định tâm là như thế. Tóm lại, định tâm không được định tâm bằng lời. Ai định tâm bằng lời là người đó đã sai. Người nào định tâm nói ra lời là tôi nhịn chay như thế này là một hành động sai và hoàn toàn không được phép trong Islam. Chẳng những sai mà là không được phép. Chúng ta làm là chúng ta đã làm sai những gì Nabi đã dạy, thì đó là một cái hành động bị cấm trong Islam. Bởi không có cái bằng chứng rằng Nabi hay là ai đã làm. Và tại sao bắt buộc phải định tâm? Và định tâm nó để thể hiện rằng đó là hình thức thờ phượng. Tại vì nhịn chay có người nhịn để gì giảm cân.
hoặc có người nhịn vì một cái lý do nguyên nhân nào đó. Cho nên định tâm nhịn chay vì Allah subhanahu wa ta'ala, nó mới thể hiện được cái việc hành đạo thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Và việc nhịn chay Ramadan để nó khác với cái việc nhịn chay sunnah bắt buộc khác. Đó là định tâm. Và cái bằng chứng cho cái việc định tâm là bắt buộc trong cái hình thức thờ phượng là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Thật ra mọi việc làm đều bắt nguồn từ định tâm và mỗi người chỉ đạt được điều mình định tâm. Đó là chứng từ cái hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam là việc làm của chúng ta bắt đầu bằng việc định tâm. Ai cũng có cái định tâm của việc làm của mình thì định tâm nó sẽ nằm ở trong con tim của mình. Nó sẽ được truyền ra lên não, nó sẽ điều khiển cái bộ phận suy nghĩ của mình và đó được gọi là định tâm. Thì chúng ta không cần phải quan tâm nhiều hay là đè nặng cái vấn đề định tâm này để chúng ta khó. Thì chúng ta hãy biết rằng ngày mai vô Ramadan, thì hôm nay chúng ta thức dậy ăn cơm giác 3 giờ, 3 giờ rưỡi hay là 4 giờ thì chúng ta biết thức đó ăn là nấu đó, thì đó được gọi là định tâm chúng ta đó. Không cần phải đè nặng nó hay là chúng ta phải tập trung như thế nào đó. Có những người họ lại tập trung định tâm cho nó như thế này, thế này. Đó là sai. Shaitan nó sẽ vào chúng ta và nó sẽ đánh vào cái suy nghĩ chúng ta, bảo chúng ta làm thế này, thế này. Thì đó là cách sai. Đừng có đè nặng nó quá. Cứ việc biết mình làm cái gì thì đó chính là định tâm của chúng ta. Đơn giản là như thế. Chúng ta đi đến phần thứ hai là luật nhịn chay Ramadan và bằng chứng. Thì ở đây Allah subhanahu wa ta'ala quy định cho tín đồ Muslimin phải nhịn chay vào tháng Ramadan. Tức là một năm nó gồm 12 tháng. Ramadan là tháng 9 tính theo lịch Hijri, lịch Islam. Và đó được gọi là tháng Ramadan và bắt buộc người Muslim phải nhịn chay. Cái chỗ này là nó có một cái vấn đề là việc nhịn chay đầu tiên bắt đầu khi nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala quy định nhịn chay đầu tiên hết lúc mà chưa di cư ở Makkah đó. Là Allah bắt buộc là nhịn chay vào ngày Ashura. Ashura là nhịn chay vào ngày mùng 10 tháng Muharram hàng năm. Đây là cái ngày mà kể cả dân Quraysh ở Makkah họ vẫn nhịn vào ngày hôm đó. Họ đi theo đường lối của ông tổ Ibrahim alayhi salam. Cho nên Nabi đã được lệnh là nhịn chay và chụp, tức là bắt buộc chỉ có một năm chỉ có một ngày thôi trước khi nhịn chay Ramadan. Sau đó khi mà Nabi di cư đến Medina thì người thấy người Do Thái họ nhịn chay ngày Ashura đó. Thì sau khi biết được cái nguyên nhân là họ nhịn chay vì tạ ơn Allah đã cứu được Nabi Musa alayhi salam và người dân của người thoát khỏi tay bạo chúa Pharaoh, Nabi nói ta và những người Muslim làm cái hành động đó xứng đáng hơn. Cho nên Nabi đã ra lệnh cho mọi người nhịn chay ngày Ashura. Và nhịn được năm đầu. Chính năm thứ hai thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam được lệnh của Allah ta'ala bắt buộc phải nhịn chay Ramadan. Và cái lệnh đó được thiên khải vào qua hai đêm của tháng Sha'ban, tức là nó khoảng vào ngày mùng 3 của tháng Sha'ban năm thứ hai Hijri. Thì Nabi đã nhịn chay vào năm đó. Và Nabi cả cuộc đời của người nhịn chay được liên tiếp được là 9 lần Ramadan. Sau đó Nabi trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì chỗ này muốn nói với chúng ta một điều giải thích rộng hơn vấn đề này. Khi mà lệnh nhịn chay đầu tiên Ramadan đó, nó khác với cái hệ lệnh của chúng ta hiện tại bây giờ. Khi đầu tiên Ramadan được thiên khải thì lúc này Allah ta'ala cho mọi người sự lựa chọn. Nghĩa là mọi người sẽ lựa chọn muốn nhịn hay là không nhịn. Trước là chúng ta sẽ, cái việc mà nhịn Ashura đã được giảm, không còn wajib mà chỉ còn là khuyến khích mà thôi. Khi Ramadan nó mang tính là nhịn trong tháng Ramadan thì chỗ này nó cho hai cách. Thứ nhất, ai muốn thì người đó sẽ nhịn. Và ai muốn thì người đó sẽ ăn uống bình thường và phải trả cái phí giá, tức là trả thức ăn. Đó là sự lựa chọn ngay ban đầu. Sau đó Allah ta'ala lại đổi cái luật này. Allah quy định là bắt buộc, nghĩa là không còn cái luật là tự do lựa chọn nữa, mà nó lại là bắt buộc phải nhịn chay trong tháng Ramadan nguyên tháng. Nhưng chỗ này nó lại có hai thời điểm. Khi mà thời điểm xe qua bắt buộc, nó có một sự nghiêm khắc hơn so với cái luật hiện tại của chúng ta như bây giờ. Nghiêm khắc như thế này, là đối với một người, nếu như người đó nhịn chay cho đến chiều, đến giờ xả, thì người đó ngồi chờ đi chẳng hạn, thì do mệt mỏi ngủ quên. Nếu như mà ngủ quên đó, thức dậy mà mặt trời nó đã lặn rồi, thì người đó sẽ không được phép ăn uống, tức là không được phép xả, mà phải tiếp tục nhịn cho đến ngày hôm sau. Tức là nhịn luôn đêm hôm đó, nhịn luôn cả ngày hôm sau, thì thời gian rất là khó cho mọi người. Cho nên lúc này làm cho mọi người rất là khó chịu. Họ cảm giác sợ hãi về nặng nề, cảm thấy nặng nề của mình. Thì như ghi lại trong sách Bukhari á, là có một người đàn ông, khi mà ông ta đi làm về thì ông ta mới đến hỏi vợ của mình, em có gì ăn không? Thì người vợ nói không có gì ăn hết. Và người vợ nói anh hãy chờ đi, em đi tìm thức ăn cho. Thì trong thời gian ông ta ngồi chờ đợi, mệt cái ngủ quên. Thì người vợ trở về thấy chồng mình ngủ quên thì bà ta lại không đánh thức, bà ta thấy tội nghiệp chồng do mệt mỏi cho nên cho người chồng ngủ luôn. Khi người chồng thức dậy thì mặt trời nó đã lặn.
thì người đàn ông đó đã phải tiếp tục nhịn cho đến ngày hôm sau. Thì người đàn ông đó, ông ta đã không chịu nổi và đã ngất xỉu. Thì khi đã ngất xỉu thì đến tay Nabi, đến báo cho Nabi biết sự việc, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam được Allah thiên khải xuống câu kinh là cho phép ăn uống và bận điềm trở lại. Nghĩa là cái luật mà đó nó được xóa là cho phép chúng ta ăn uống trở lại bình thường. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mà Ramadan bắt buộc, lúc này Allah subhanahu wa ta'ala không cho phép vợ chồng gần gũi nhau và ban đêm của Ramadan. Nghĩa là ngay cả ban ngày họ bị cấm gần gũi và ban đêm họ cũng bị cấm gần gũi. Cái điều này làm cho sahaba khó và nặng nề. Thì làm cho họ cảm giác ngao ngán và nặng nề như thế thì họ lại có cái sự lén lút. Họ vi phạm bằng cách lén lút. Thì Allah hiểu được tấm lòng của họ về sự việc đó, được đến tay Nabi sallallahu alaihi wasallam thì Nabi đã được nhận cái lời mặc khải của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cho phép. Allah cho phép là vợ chồng được phép gần gũi nhau vào ban đêm của Ramadan và được phép ăn uống tự do vào ban đêm của Ramadan. Cũng giống như cái câu kinh ở trên đó là chúng ta thấy Allah ta'ala phán falbashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Đó là cái câu mà Allah cho phép giờ đây các ngươi được tự do gần gũi và tìm kiếm những gì Allah đã an bài cho các ngươi, tức là con cái. Nghĩa là khi ban đêm đến, các ngươi hãy được tự do gần gũi với những người vợ của mình và hãy tìm kiếm cái rizki mà Allah an bài cho các ngươi, tức là rizki trong cái phần này đó chính là con cái mà Allah ta'ala cho phép. Và Allah phán tiếp wa kulu washrabu, và các ngươi hãy tự do ăn và tự do uống hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr, và các ngươi được quyền ăn uống cho đến khi cái sợi chỉ trắng nó được tách ra khỏi sợi chỉ đen ở ngay giờ fajr, thì lúc đó các ngươi hãy ngưng ăn uống cho đến mặt trời lặn. Đó là cái những ngày đầu và những cái luật nhịn chay nó được thay đổi cho đến khi mà được phép ăn uống, được phép vợ chồng gần gũi nhau, thì cái luật nó được ban hành cho đến ngày hôm nay của chúng ta, và nó sẽ được như thế cho đến ngày Kiyamah. Nghĩa là chúng ta còn có việc cấm ăn, cấm uống và cấm những cái hành vi vi phạm hư nhịn chay chỉ là vào ban ngày của Ramadan thôi, còn về ban đêm tất cả mọi thứ đều trở lại tự do giống như thời gian của những ngày bình thường. Việc nhịn chay nó là cái nền tảng mà Allah Ta'ala chẳng những bắt buộc cho tín đồ chúng ta không, mà Ngài còn bắt buộc những tín đồ trước chúng ta nữa. Giống như Ngài phán trong trước Quran ở chương Al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành người ngoan đạo. Allah Ta'ala đã quy định nhịn chay này không phải chỉ có cộng đồng chúng ta không, mà nó có những cộng đồng trước chúng ta nữa. Thì theo Tafsir, đó là người dân kinh sách Do Thái và Thiên Chúa, họ cũng phải nhịn chay, nhưng cái việc nhịn chay họ khác với việc nhịn chay của chúng ta hoàn toàn, bởi luật nó đều khác nhau. Trong câu kinh này Allah Ta'ala phán: Ta quy định cho các ngươi nhịn chay và qua đó các ngươi sẽ biết sợ Ngài. Tại sao ở cuối câu kinh Allah nói mong rằng các ngươi biết sợ Ngài? Tại vì Ramadan nó là một cái trường giáo dục, nó là một cái khóa giáo dục ngắn hạn gồm 30 ngày. Cái kết quả cuối cùng của nó hay là cái bằng cấp của cuối tháng đó là cấp cho một cái người nhịn chay được cái bằng đó là có cái lòng tất qua. Tại vì nhịn chay nó dạy con người cái sự tất qua trung thực Allah Ta'ala, mà trong khi những cái việc thờ phượng khác, cái lòng tất qua này nó chưa có thể hiện rõ hơn. Như thế nào? Đó là một người nếu như họ không có lòng thật sự kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala thì sẽ không bao giờ nhịn chay được. Tại vì họ sẽ có thể lén lút, họ có thể ăn uống ở một khu vực nào đó không có ai để ý. Giống như chúng ta sống ở khu vực của người kafir, giống như ở xứ chúng ta toàn toàn là kafir, thì chúng ta rời khỏi cái khu vực của mình là chúng ta tự do ăn uống, không ai để ý đến chúng ta. Hoặc chúng ta mua đồ ăn về nhà, chúng ta để trong phòng mình và chúng ta đóng cái phòng lại là chúng ta tự do ăn uống. Nhưng người Muslim, người một mình, họ không dám vi phạm những điều đó. Tại họ biết rằng đây là luật Allah bắt buộc, và họ biết rằng Allah ở bên trên đang theo giám sát và theo dõi họ. Cho nên tạo cho họ được cái lòng kính sợ Allah Ta'ala và họ thể hiện cái lòng trung thực của mình với Allah. Ramadan 30 ngày của nó là cái khóa dạy người có đức tin trở nên biết kính sợ Allah Ta'ala, và họ cái bằng cấp và họ đạt được sau khi Ramadan đi qua là họ được cái sự tất qua, lòng kính sợ Allah Ta'ala. Cho nên chỉ vì cái lòng tất qua đó mà Allah đã chọn sự nhịn chay dành riêng cho Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng riêng cho nó. Cho nên nhịn chay ân phước rất là lớn.
chúng ta sẽ biết được cái ân phước nó vĩ đại như thế nào trong thời gian tới đây hoặc là ở tiết tới inshallah. Và cái việc bắt buộc, cái bằng chứng cho việc nhịn chay là điều bắt buộc như Allah đã quy định là Quran câu kế tiếp cũng chương Baqarah Allah SWT là phát Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Tháng Ramadan là tháng mà Quran được thiên khải xuống làm nguồn hướng dẫn cho nhân loại, trình bày rõ về sự hướng dẫn và là tiêu chuẩn phân biệt tội phúc, chân lý và giả tạo. Vì vậy, ai trong các ngươi chứng kiến tháng này khi đang ở nhà, đây là lệnh nè. Khi ai trong các ngươi chứng kiến tháng này khi đang ở nhà thì phải nhịn chay nguyên tháng. Đây là lệnh bắt buộc. Bắt buộc người Muslim khi đang ở nhà, không có bệnh hoạn, không phải có lý do, không phải là người lớn tuổi, thì người đó phải nhịn chay nguyên một tháng. Đó là điều bắt buộc. Ở về các hadith do Abdullah bin Umar, ông ta đã thuật lại lời của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nói: Buniyan islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baytillah al-haram man istata'a ilaihi sabila. Islam được xây dựng trên 5 nền tảng. Thứ nhất là lời chứng ngôn đức tin la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Thứ hai, duy trì lễ salat. Thứ ba là xuất gia cách. Và thứ tư, nhịn chay Ramadan. Và cuối cùng nên hajj tại ngôi đền Kaaba. Thì trong đây thấy rằng Islam được xây dựng trên 5 nền tảng, trong đó có việc nhịn chay Ramadan. Thà nhịn chay Ramadan nó là một cái ruknun hay là nền tảng bắt buộc những người Muslim phải nhịn chay. Và có một cái hadith khác do Talha bin Ubaidillah kể. Có một người Ả Rập du mục đã đến hỏi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Người đó nói: thưa thiên sứ của Allah, xin cho tôi biết khi nào thì Allah bắt buộc nhịn chay. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nói: vào tháng Ramadan, tức là trong Ramadan mới bắt buộc thôi. Thì người đàn ông đó hỏi tiếp: chứ thế ngoài ra có bắt buộc tôi nhịn chay vào tháng nào nữa không, hay là nhịn chay gì nữa không? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới đáp nói: không, illa anta tawwa shay'a, không ngoại trừ là anh muốn nhịn chay tự nguyện thêm. Nghĩa là khi nào anh có muốn nhịn chay tự nguyện thêm á, thì đến chừng đó nó mới bắt buộc. Còn nếu không, chỉ có Ramadan mới là tháng bắt buộc dọn dẹn một tháng đó mà thôi. Cái bằng chứng thứ ba là tất cả cộng đồng Muslim đều thống nhất với nhau rằng việc nhịn chay là một giáo luật cơ bản bắt buộc mỗi tín đồ phải nắm vững nó và phải biết rõ đây là cái điều bắt buộc để mình hoàn thành cái trách nhiệm tôn giáo của mình. Và ai chống đối, tức là một người cho dù anh ta hành lễ salat, anh ta đã tuyên thệ câu shahada và đó đã duy trì tốt liền salat, nhưng khi Ramadan đến thì đó là phản đối, là chống đối, cho rằng không có cái luật nhịn chay, thì chỉ cần người đó chống đối lại thì người đó trở thành người ngoại đạo hay là người vô đức tin và là kẻ phản đạo. Chúng ta sẽ đi đến cái phần 3. Thì cái phần thứ 3 này đó là thể loại nhịn chay. Thì nhịn chay nó được chia làm hai loại. Thứ nhất là bắt buộc, thứ hai là sunnah. Sunnah nó nghĩa là tự nguyện. Thì cái dạng bắt buộc nó chia làm ba thể loại hay là ba loại. Thứ nhất là nhịn chay Ramadan, thứ hai là nhịn chay chuộc tội, và thứ ba là nhịn chay bằng cái lời nguyện của mình. Thì trong cái những cái tiết học hay khóa học này, chúng ta chỉ nói về cái nhịn chay Ramadan duy nhất mà thôi. Thì chúng ta đi đến cái mục thứ tư, đó là giá trị và lợi ích của nhịn chay. Vì nhịn chay Ramadan nó có những cái giá trị và lợi ích như sau. Thì thứ nhất là về cái hadith của ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ông ta đã thuật lại của Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói về cái giá trị của Ramadan. Man qama laylatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai đứng salat vào đêm Laylatul Qadr, tức là đêm định mệnh, bằng niềm tin nơi Allah và hy vọng được phần thưởng nơi Ngài, họ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm. Chúng ta hãy nghe cái hadith này cho kỹ. Allah tha tất cả, nghĩa là mình phạm bao nhiêu tội của từ Ramadan năm ngoái cho đến nay, hoặc một người đã bao nhiêu năm không nhịn Ramadan, chục năm, 20 năm đã không nhịn Ramadan, thì năm nay nếu như có ý định nhịn Ramadan thì nhịn tâm bằng cái lòng sám hối thật sự, bằng một niềm tin vững chắc nơi Allah Ta'ala, thì Ramadan qua đi, người đó được xóa sạch tội. Còn nếu như đứng được đêm Laylatul Qadr thì giá trị nó càng lớn hơn nữa. Thì cái giới thứ hai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: ai nhịn chay Ramadan
Nãy giờ chúng ta đang học gì nọ đây. Nabi nói, ai nhịn chay Ramadan bằng niềm tin Allah, tin rằng đây là cái trách nhiệm Allah bắt buộc phải nhịn, và hy vọng về cái phần thưởng Allah ban cho cái người đó sau khi đã nhịn xong. Ban ở đây hoặc là sẽ ban ở ngày kỳ mà. Ban ở đây bằng cách cho người đó xóa đi tội lỗi của người đó. Và bằng ở ngày kia mà Allah sẽ cho người đó được thiên đàng, và cho người đó ăn uống dưới cái bóng râm vào cái ngày mà tất cả mọi người phải đứng dưới cái ánh nắng của mặt trời trong cái việc chờ đợi cái ngày phán xét. Những người nhịn chay họ sẽ được dưới cái bóng râm trong cái ngày dương, dưới ngày dương của Allah Ta'ala vào ngày không có bóng râm, ngoài bóng râm của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Họ sẽ được ăn uống nghỉ ngơi dưới cái bóng mát, tại vì họ đã được cái phần thưởng của họ là trước đó ở dunya, tức là cuộc sống hiện tại đây, họ đã nhịn chay trong tháng Ramadan. Thì người nhịn chay trong Ramadan bằng cái định tâm tin Allah và hy vọng nơi Ngài, chúng ta sẽ được cái phần thưởng đó. Chúng ta hãy biết rằng Ramadan là một tháng vĩ đại, tháng mà tất cả mọi người khao khát để đến được nó. Những người mà họ có đức tin, họ xem Ramadan là một cơ hội để họ thay đổi đời mình, và họ khao khát được Ramadan tại ân phước mang đến quá lớn. Còn những người vô đức tin, họ sẽ cảm thấy nặng nề và ngao ngán sợ hãi cho Ramadan, tại vì đó là tháng có một số cái khắc chế dành cho họ. Nếu như họ không làm thì họ lại bị mọi người gièm pha thế nào. Cho nên những người mà họ không có đức tin, họ sẽ chạy, họ sẽ tìm cách không bao giờ nhịn chay, họ sẽ đi ra khỏi khu vực của những người Muslim sống để chỉ họ tránh Ramadan. Còn những người mà họ có đức tin thật, họ sẽ tìm đến khu vực người Muslim để cùng nhau, cùng với mọi người hòa mình vào Ramadan, để họ có cảm nhận được Ramadan đó cái hồng phúc giá trị như thế nào. Đó là tháng ân phước. Chúng ta hãy nhớ Ramadan nó là tháng mà cửa thiên đàng được mở. Nabi như Nabi nói, khi đêm đầu tiên của Ramadan bắt đầu, 8 cánh cửa thiên đàng được mở, và nó sẽ không bao giờ bị đóng, và nó không được mở ngoài trừ Ramadan. Và cũng khi Ramadan bắt đầu, 7 cánh cửa của quan ngục sẽ bị đóng chặt và sẽ không bao giờ mở sau đó, và nó không bị đóng trong suốt một năm ngoài trừ trong Ramadan. Và lũ Shaytan bị Allah Subhanahu wa Ta'ala xiềng xích lại hết. Và Nabi đã báo tin mừng với Sahaba rằng Ramadan đang đến. Thì chúng ta những người Muslim hãy vui đi, hãy mừng đi, vì Ramadan sắp đến. Chúng ta chỉ còn dọn dẹn nữa 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ được sống trong cái sự hạnh phúc, trong cái sự rahmat của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chúng ta sẽ được cảm nhận rằng, và sẽ không cảm nhận được cái điều đó ngoại trừ những người có đức tin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và mong rằng Allah cho chúng ta đức tin năm nay nó khác như những năm trước. Mong rằng đức tin năm nay chúng ta sẽ tăng lên, và chúng ta sẽ cảm nhận được Ramadan nó là gì. Chúng ta sẽ hiểu được Ramadan nó là gì. Thì mong rằng qua cái khóa học này, chúng ta sẽ biết được Ramadan nó có giá trị như thế nào, để chúng ta biết được Allah Ta'ala cho hồng phúc chúng ta như thế nào. Và cái bằng chứng nói về cái giá trị của Ramadan nữa, thì cái hadith do Abu Hurairah thuật lại của Nabi Sallam nói: As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadanu ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna idha ijtanabat al-kaba'ir. Lễ salat 5 lần trong ngày đêm, và từ cái salat Jumat này đến salat Jumat kế, từ nhịn chay Ramadan này đến nhịn chay Ramadan kế, tội lỗi giữa các khoảng đó đều được xóa sạch. Subhanallah. Nhưng với điều kiện tránh những cái đại tội. Nếu như đại tội, chúng ta cần phải tâu bạch, cần phải sám hối Allah mới tha. Còn những cái tội là tiểu tội, là tội nhỏ đó, thì chúng ta hành lễ salat gì tốt là nguyện salat, thì những cái khoản tội lỗi xảy ra, những cái khoản đó được xóa sạch. Và từ cái chùm ách, tức là thứ sáu này đến thứ sáu kế, tội lỗi khoản đó được xóa sạch lần thứ hai. Và từ Ramadan đến Ramadan được xóa sạch lần thứ ba. Thì chúng ta thấy có cơ hội nào như thế đối với Allah Ta'ala thương yêu và khoan dung và độ lượng với những người có đức tin như thế nào. Ngài đã tìm đủ mọi cách để cho chúng ta được tha thứ tội lỗi. Chỉ có chúng ta là những người không muốn đến như nó mà thôi. Và đây chỉ là một vài cái hadith điển hình thôi. Nó có rất nhiều hadith khác. Chúng ta đi đến cái phần lợi ích của việc Ramadan. Thì việc Ramadan nó mang lại rất nhiều lợi ích cho tín đồ Muslim. Thì trong đây, cái quyển sách này liệt kê một vài điều. Thứ nhất đó là đề cao và thanh lọc bản thân khỏi mọi thứ thói hư tật xấu và mọi cái bản tính thấp hèn, bởi nhịn chay nó sẽ là con làm hẹp đi con đường của Shaytan trong cơ thể của người. Nabi có hadith Nabi nói Shaytan nó chạy trong cái đường mạch máu của mỗi người chúng ta. Thì trong việc nhịn chay nó sẽ làm cho những cái đường máu nó hẹp trở lại, do chúng ta bị thiếu thức ăn và thức uống trong ban ngày. Thì đó là cách làm cho cái đường đi Shaytan nó bị hẹp lại trong cơ thể của mình, nó khó gây hại được mình. Cái lợi thứ hai là nhịn chay Ramadan nó sẽ kềm hãm được cái dục vọng của mình, tức là những cái ham muốn bình thường ngày xảy ra chúng ta sẽ được bị giảm lại. Nó sẽ giúp chúng ta kiềm chế và giúp chúng ta đưa chúng ta gần đến cuộc sống ngày sau, cảm nhận gì nó nhiều hơn, mà nó sẽ không có cảm nhận như thế mà nó chỉ xảy ra trong Ramadan.
những ngày thường sẽ khó chúng ta sẽ có cảm nhận, mà những người nhịn chay họ sẽ có cảm nhận rằng mình đang khắc chế những cái cuộc sống hiện tại của mình để mình hướng cuộc sống mình về cuộc sống vĩnh cửu và mãi mãi hơn, đó là cuộc sống ở ngày sau. Cái lợi thứ ba đó là giúp con người hiểu được cái nỗi khổ và cái cảm giác đau đớn hay là đói của người nghèo. Tại vì những người mà họ sanh ra chưa từng đói, thức ăn luôn có trước mặt họ, thì thức ăn nó lại tràn ngập. Một buổi ăn của họ có thể là đầy cả bàn gồm nhiều món. Họ ăn chỉ có một vài món, sau đó tất cả có thể là bỏ, không thèm nhìn đến. Khi thức ăn dọn đến họ không thèm nhìn. Nhưng chúng ta hãy biết rằng trên thế giới này, những người, rất nhiều người khác, họ sống trong đói khổ giống như hiện tại bây giờ là những người sống ở châu Phi. Trên mạng chúng ta thấy được hình ảnh rất là nhiều. Giống như hay là những đứa trẻ mà nó sống ở khu vực mà xảy ra chiến tranh, hoặc là những khu vực giống như hiện tại bây giờ động đất ở Turkey hay thế nào, những khu vực mà nó đang xảy ra khó khăn. Có những hình ảnh đứa trẻ nó lại cầm cái bụi cỏ, nó ăn một cách ngấu nghiến rất là ngon. Thì chúng ta thấy rằng thì những người giàu họ sẽ không có cảm giác đó, cho đến khi Ramadan họ nhịn, họ mới biết được cảm giác. Thì lúc này những người đó họ sẽ sẵn sàng móc tiền túi của mình hỗ trợ cho những người khó khăn đó. Đó là cách chúng ta hòa đồng lại với nhau, và chúng ta sẽ giảm được khoảng cách giữa giàu với nghèo, và làm cho chúng ta kháng kích và đùm bọc và yêu thương nhau hơn giữa tình người với người. Bình thường chúng ta sẽ khó quan tâm đến điều đó. Khi chúng ta đói, chúng ta sẽ nghĩ đến điều đó nhiều hơn. Thì chúng ta sẵn lòng giúp cho những người khác. Cho nên chúng ta thấy được cái việc mà giúp đỡ nhau trong Ramadan nó lại xảy ra nhiều hơn trong những tháng khác. Tại vì những người đó họ có cảm giác đói và họ muốn giúp về cái phần mà họ có thể. Và điều nữa, cái việc mà giúp đỡ nhau trong Ramadan nó lại mang cái giá trị lớn hơn cho chúng ta về cái ân phước. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta hiểu được rõ hơn về cái việc nhịn chay Ramadan này. Thì cái tiết học này nó có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây. Tại thời gian nó cũng đã hết. Thì chúng ta sẽ dừng tiết học của mình ở đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngày mai inshallah. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.